Chào anh chị nhé, hiện tại là anh em chúng tôi đã đến Thạch Kiệt, Tân Sơn, Phú Thọ. Đồ mình đã chuyển xong ở Hà Giang, mình chuyển xuống đây này. Để tiếp tục là thi công cái công trình nhà sàn bê tông một gian hai trái, kết hợp với ba phòng ngủ, liền bếp và cầu thang chạy đến giữa ở cái địa hình này. Sắp tới là ngày 6 tháng 4 là sẽ tiến hành động thổ. Cây giáo đây sẽ lên cái mẫu nhà, diện tích sàn là hơi 180 m². Đây bác chủ nhà ấy. Mình xây chỗ nhà tay cũng vâng. Huyến lên đi ạ. Ăn móc ở dưới hai chân nữa. Ăn móc. Thank you.